Đuổi bệnh bằng cánh tay, pháp thoại năm 2008. Trường lão Thích Thông Lạc. Bà con nói thêm là trong cái cơ thể con thì nó cũng còn nhiều chứng bệnh đó, là cho nên bây giờ nó ngoài cái giờ công đó thì con có thể tu tập gì thêm để cho nó hỗ trợ cái việc mà để tu bệnh phần nào không? Về cái vấn đề mà trong cái con có bệnh không con, về vấn đề mà tu tập để hỗ trợ cho cái bệnh của con thì trong những cái giờ mà xả nghĩ con chỉ tu con chỉ có một thời nhiếp tâm cho nó đạt được cái chất lượng thôi. Còn những cái thời khác mà bây giờ con có bệnh không, con có bệnh thì con phải tu cái pháp xả cái bệnh của con. Ví dụ như bây giờ đó, thay vì con tác ý cũng làm một cái pháp cánh tay đưa ra vô vậy thôi, nhưng mà đưa ra đi vô thôi nhé. Ví dụ chẳng hạn con muốn đuổi cái bệnh con thì con sẽ đưa tay ra, cái bệnh á, theo cánh tay này mà ra thì con đưa ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô thì đi vô, đó là con dùng cái cánh tay con để mà trị cái bệnh của con. Thì cái này là cái phần riêng chứ không phải là cái chủ nhất tâm đâu. Vì cái pháp tác ý khác là cái bệnh, cái thân hành của các con nó làm theo cái khác chứ nó không phải là giống như cái nhất tâm của con đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con tác ý cái thân bệnh này á, cái thân bệnh gì con nói cái tên cũng được, mà con nói cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra thì con đưa cánh tay ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô thì con đưa vô, rồi bắt đầu con tác ý cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Con cứ bền tập như vậy 30 phút rồi nghỉ, thì trong những cái giờ 30 phút thôi hoặc là 10 phút mà con tập để trị bệnh như vậy thì cái lúc nào mà con có thấy trong thân con bệnh thì con cứ sử dụng cánh tay con tác ý như vậy, cái thân bệnh này ở theo cánh tay mà ra đưa ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô thì con đưa vô, cái thân bệnh này phải theo cánh tay mà ra, con tác ý cho mạnh mẽ nó thì cái bệnh gì nó cũng theo cánh tay con nó ra. Nó có cái lực đề kháng ở trong thân con rất mạnh, khi mà con tác ý vậy cái lực đề kháng nó chống lại cái mô bệnh, nó nhầm ở trong đó nó chống lại mô bệnh bằng cái lệnh của con rồi, cho nên con đưa ra vậy thì nó ở trong đó nó phục hồi cái bệnh của con, mà con đưa vô vậy thì nó đem lại sự an trú an cái thân của con. Mãi mỗi cái hành động đưa ra là mỗi cái tác ý của cái bệnh con rồi. Mình dẫn nó mà, mình dẫn nó liên tục vậy thì cái bệnh nó sẽ hết. Thầy nói Phật pháp nó di diệu vô cùng, nhưng mà tại vì chúng ta không biết sử dụng. Mấy con biết sử dụng là mấy con sẽ làm chủ được cái bệnh, chứ chưa phải là tứ tu tập mà tứ tứ thần túc đâu. Tứ thần túc thì khỏi nói rồi, mà bây giờ nó chưa có gì hết mà dùng cái pháp chúng ta cũng đẩy lui được bệnh chứ đâu phải không. Bệnh gì đẩy lui cũng lui được hết, mà chỉ chịu khó, đừng có sợ hãi với bệnh. Các con biết Phật đã dạy chúng ta các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy cái thọ này đâu phải của mình đâu mà mình sợ, cái bệnh đau này đâu phải là của mình, đâu phải là mình đâu, cho nên mình lo lắng gì, đuổi nó đi chứ, ở đó mà sợ nó chết mặt nó đau mặt nó đau là thân nhân quả đau chứ có cái nào của tao đâu mà đau. Cái thân của mấy con bây giờ ngồi đây có cái nào là của mấy con đâu, do mấy con chấp ngã lầm chấp mê mờ vô minh lầm chấp tưởng cái thân này là của mấy con à. Của mấy con sao mấy con làm chủ không được, mà phải tu tập Phật pháp mới làm chủ nó. Nó là của nhân quả của người khác chứ đâu phải của mình. Cho nên vì vậy mà muốn làm chủ nó thì cánh tay đưa ra đưa vô là một cái phương pháp, phương pháp thân hành niệm, mà phương pháp thân hành niệm để đẩy lui bệnh thì đẩy lui bằng cái pháp như lý tác ý, như cái lý bệnh đó mà đẩy nó ra, thì cái thân hành này nó làm nó đẩy ra, phải không? Bởi vì khi mà cánh tay đưa ra thì cái thân ở trong chúng ta nó hoạt động ở trong này nè, gọi là thân hành niệm, cái niệm thân hành ở ngoài đưa cánh tay ra thì ở trong này nó phải hoạt động, mà nó hoạt động qua một cái lệnh của cái ý thức của chúng ta, không phải nó thực tế, nó khoa học chứ nó đâu phải là cái chuyện mà chúng ta nói thường đâu. Bởi vì chỉ có ông Phật là mới truy ra tìm ra được cái phương pháp để đối trị được cái tâm tham sân si của chúng ta, cái bệnh khổ trên thân của chúng ta. Thế mà chúng ta được pháp mà chúng ta không tu tập để làm chủ, để hở hở một chút rồi thuốc than hở một chút, thậm chí như uống cái dơ cái bẩn cũng uống. Thật sự mấy con sợ chết, mấy con cái gì người ta cho mấy con hết bệnh rồi mấy con cũng uống. Ba con trùng dế họ chặt khúc ra họ nấu họ xào rồi họ bảo mấy con ăn cũng hết bệnh rồi, con cũng ăn. Con rắn là gì vậy mấy con ngâm rượu vỡ con uống cũng uống. Trứng gà như vậy là cái chất bất tịnh như vậy bảo ăn cũng ăn.
chứ mấy con thấy cái gì mấy con nghe nó hết bệnh là mấy con cũng ăn, mặc chất bệnh tịnh dơ bẩn mấy con cũng ăn. Nó tất cả những cái điều kiện nó dẹp hết đi, chúng ta sống thanh tịnh thanh tâm, sống hoàn toàn là không ăn uống một cái chất bệnh. Nói như vậy mình mới tu chứ, còn con có bệnh thì ôm cái pháp thân thanh niệm này mà đẩy nó bệnh thì thầy dạy mấy con rất rõ, đưa tay ra đẩy lui bệnh ra, đưa tay vô thân không bệnh đi vô, có vậy thôi. Bệnh nhiều đó, cái câu tác ý như vậy thôi thì bệnh gì mấy con cũng đẩy ra hết, nhớ chưa? Về tập để con hiểu rõ hơn đó là cái phụ đó thì con không cần với tâm nó, trong khi đó con có thể là tác ý mà mình nên mình dùng tưởng, mình như tưởng cái bệnh nó ra thì cũng được, cũng không sao ấy. Bởi vì bây giờ mình dùng tưởng, coi như là mình tưởng cái bệnh đi ra cũng được. Thì sử dụng bao giờ cứ sử dụng là bây giờ mình tác ý cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra, thì mình thấy như là mình đưa ra là cái bệnh của mình đi ra, đó là tưởng. Còn mình không á thì mình đưa ra vậy cũng được, nó cũng theo ra nữa. Dùng tưởng thì nó mau hơn mấy con. Còn không dùng tưởng thì coi như là nó cũng ra nữa, bởi vì cái lĩnh ý thức rồi. Không dùng tưởng nó cũng ra nữa. Mà dùng tưởng á là tại vì nó ngầm có cái là mình cảm nhận như nó theo cánh tay nó ra, cái lĩnh đó là dùng tưởng. Thì nó mau hơn chút. Thay vì người ta nói như vậy trong vòng chừng 30 phút thì bệnh ta giảm, còn con trong vòng 10 phút dùng cái tưởng thì nó giảm. Bởi vì cái tưởng của mình cảm nhận như nó đi ra mà. Còn này mình không có cảm nhận nó ra, nhưng mà bảo ra là mày phải ra chứ không có dám cãi ở đây, thì nó cũng ra. Cái lĩnh của ý thức nó mạnh lắm, nó ra, nhưng mà nó lâu hơn. Còn con lại kìm theo là thấy như ở trong thân con có cái bệnh nó theo cánh tay nó đi ra. Chứ sự thật ra thì mình tưởng ra, chứ sự thật ra mình không thấy cái bệnh đâu. Nhưng mà cái lực, cái tưởng lực nó có cái lực nó trợ giúp cho cái ý thức của chúng ta nó mạnh hơn một chút, không có gì. Cái đó đúng không có sai.